Thầy chào các em nha. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em thực hành bài đọc nhạc số 2 đôi bờ, nhạc Nga kết hợp với gõ đềm, bộ gõ body percussion và đọc cao độ theo ký hiệu bàn tay. Bên cạnh đó thì thầy sẽ hướng dẫn thêm về một số nhạc cụ tiết tấu. Ở đây thầy có biên soạn là hai loại nhạc cụ tiết tấu, đó là thứ nhất đó là thanh phách, rồi thứ hai đó là tambourine thì thầy không có nên là thầy sử dụng maracas để thầy tạo tạo nhạc cụ. Rồi và bộ gõ cơ thể thì thầy sẽ sử dụng ba động tác. Thứ nhất đó là đùi, các em có thể vỗ hai tay cùng một lúc xuống hai phách, hoặc là vỗ đùi từng tay cho một phách, một hai. Rồi động tác thứ hai đó là vỗ tay. Động tác thứ ba đó là búng tay. Vậy thì nhịp 4-4 sẽ có bốn động tác lặp tới lặp đuôi à. Thứ nhất là 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, đùi đùi vỗ búng, đùi đùi vỗ búng. Được chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ thực hiện. Rồi còn đọc nhạc theo ký hiệu bàn tay thì các em cần phải nhớ thầy: đô, rê, mi, pha, son, la, si và đố. Đố, si, la, son, pha, mi, rê, đố. Các em lưu ý là ở bài đọc nhạc số 2 đôi bờ thì nốt cao nhất là nốt mi ở câu 3. Ở câu 3 thì sẽ như sau, các em cần phải đưa nốt mi lên cao nhé. Ví dụ như mi, la, đô, mi. Đó, là mi các em phải đưa cao như thế này. Đưa cao và tay phải thẳng nhé. Đó, chứ đừng có đưa như thế này là thành nốt rễ nhé. Đó, mà rễ cao các em cũng làm như thế này luôn. Đó. Thì chỉ có ở dưới này chỉ có thấp thôi. Rồi bây giờ các em cùng theo dõi nhé. Còn về ví như thanh phách này, thanh phách các em có thể tạo bất cứ hai 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 cái cây nào, cái gỗ hoặc kim loại cũng tùy thích nhé. Đó, ta thực hành là như vậy. Đen, đơn đen, đen, đen. Đơn đen, đen. Mi đồ đó, như thế này nhé. Đó, ở cái này cái cách cũng vậy. Đen, đơn đen, 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 đơn đen, 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 đơn đen, đen, đen. Đó, rồi bây giờ các em cùng theo dõi thầy thực hành bộ gõ body percussion và đọc nhạc theo ký hiệu bàn tay nha. Các em cùng theo dõi nhé. Rồi các em có thể lên lên mạng. Các em search cái dòng này này. Đó. Đọc tập đọc nhạc số 2 lớp 9 Hà Tông, hoặc là ghi chữ là đôi bờ tập đọc nhạc số 2. Đó. Lớp 9. Đó. Ghi chữ đôi bờ. Đó. Nó sẽ ra để có cái nhạc nền. Đó. Ở đây là thầy soạn là đã Hà Tông rồi. Đó. Đây cái nhạc beat Hà Tông. Đây các em có thể thực hành nha. Đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy subscribe.
Xin chào các em, chúc các em thành công nha.